Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái lễ hội ở thành phố Auckland. Nó nằm trong một công viên có tên là công viên Neges. Mọi người thấy đây, họ cho mượn, cho con nít mượn, người lớn mượn cái xe đẩy con nít này, hình con này con kia, rất là dễ thương. À, miễn phí hết á. Đây là cho thuê xe. Đẩy con nít nè. Phải cho thuê nữa, có nghĩa mình mượn xe cho mượn, không lấy tiền. Đây, đó, để dành cho những người cha mẹ đến dự chương trình đó. Đây, xe này cho mượn miễn phí. Và rất nhiều hình này, rất là dễ thương. Và đây là trò chơi xây dựng của các em. Mọi người thấy không? Con nít ở trong đây vào chơi xây dựng, xây cát nè. Họ làm cát, đổ cát, làm chương trình xây dựng. Rất là dễ thương. Đây là một cái nhà hầm ở trong cái khuôn viên này đây. Theo cái giải thích của tấm bảng này thì cái nhà này là hồi xưa được xây dựng để giữ những cái nguồn nước mát, nên đến tới đây người mát vì nước mát có thể uống trong khi mùa hè nóng nực và chữa cho những người bị bệnh, ví dụ như đang sốt cần nước nóng chẳng hạn, hay những ăn những cái món lạnh như là cà lem. Thì hồi xưa nó không có tủ lạnh thì nơi đây được xây dựng lên, nó gọi là cái glacier, là giống như mình gọi là cái tủ chứa lạnh đó. Xây dựng từ thế kỷ thứ 18 nha mọi người. Nè, xây dựng từ thế kỷ 18 cái nhà này. Đây, cầu thang mình đi lên trên cái tầng cao trên này. Ở trên cao đây mình, mọi người sẽ thấy có một thác nước bên kia nữa. Quay một chút cảnh của cái công viên này nhìn từ trên cao, rất là thơ mộng. Đó là khúc hồ bên kia, là như mọi người đã thấy là biểu diễn, những người biểu diễn trên nước. Có những cái nhà nhỏ nhỏ vậy là nơi để trang điểm cho nít miễn phí, đứng xếp hàng vô thôi, họ trang điểm cho nít. Và đây là bức tượng Jean Méliès, người được đặt tên cho cái công viên này đây. Ông này là người sáng tạo ra rạp phim và ánh sáng của nước Pháp, ở sống ở trong cái lâu đài này. À, ông là sống trong cái lâu đài này từ năm 1. Ông sống trong đây từ năm 1932 đến năm 1938. Ok. Đầu mình đi tiếp công viên. Và đây là cái thác nước mà mình đứng từ trên cao lúc nãy mình quay không thấy, nên mình đánh đi xuống đây mình quay cho mọi người coi. Tất cả là thác nước nhân tạo nhưng rất là đẹp. Cười coi đó, rất là dễ thương. Nhưng có con đường rẽ qua bên kia, và con đường đi
sau bờ hồ. Thôi bây giờ mình xin chào mọi người nha. Kết thúc video giới thiệu về cái ngày lễ hội của thành phố Orkly. Thành phố Orkly thì cách quận 13 chỉ có khoảng mười mấy cây số thôi. Bye bye. Hẹn dịp sau. Au revoir. À bientôt. Thành phố
cũ này, áo đỏ. Và đây là một bộ phận của công viên Mieres. Ở đây nó có cầu rất là xinh à. Và dưới cầu nó có ca hát nữa. Không biết giờ có thấy ra không chứ có lần mình cũng đem một chút bánh mì ra thả cho cá ăn. Mà đúng ra thì người ta không cho thả đồ ăn xuống nước cho cá đâu. Mình thả đi, mình coi cá nó bơi ra đó. Đây mọi người thấy có mấy con cá vàng ở dưới nè, có nhiều lắm á, mà khi nào mà thả đồ ăn xuống thì nó bơi ra thì rất là đông cá rất nhiều. Bên kia có một dòng thác nước, đây là những cái thác nhân tạo hết nha, rất là đẹp. Đây, cá bơi nè. Đây là hôm qua có cái xe này chạy trên nước nè. Chắc hồi nữa nó mới cho chạy. Đó, cái xe để trên cái phao bơi rồi nó ngồi trên nó điều khiển. À, mình đang thấy cái xe nó đang chạy về hướng mình đây. Bắt đầu nó cho xe chạy ra đây. Và đây là người nhặt rác ở trên nước đây. À, biểu diễn cho thấy là có những người nhặt rác trên nước vậy. Đây, cái xe đang chạy lại đây. Ra đây mọi người thấy đây, cái xe đang chạy trên nước đây. Wow. Thank you.